Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó đề xuất 3 hình thức để dạy học trực tuyến. Cụ thể, hình thức thứ nhất, dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Hình thức thứ hai, dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Hình thức thứ ba, dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường. Việc công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh. Việc xét và công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện như hình thức học tập trực tiếp.